Mạnh Thường Quân cũng như toàn thể quý vị khán giả đang xem video clip. Thì giờ hiện tại là Hội Thượng Hạng BDS là sư phụ Tám Sang cũng như là tất cả mấy anh em bên quân đội đang tiếp tục. Là hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2021. Bây giờ là 12 giờ 34 phút là tập tiếp theo của ngày hôm nay. Thì sáng giờ đã đi hỗ trợ rồi mà ăn trưa xong kế tiếp tục lên đường tiếp. Tại vì mình tranh thủ để không là mình nghỉ trưa xong vào buổi chiều sẽ gặp mưa. Gặp mưa thì nó sẽ khó khăn hơn cho mấy anh em xe cẩu cũng như là những cái phần quà sẽ bị ướt trong mì, gạo. Đó, cho nên mấy anh em tranh thủ làm sớm để họ tránh tình trạng bị mưa nha quý khán giả. Bây giờ con tiếp tục mời tất cả quý vị khán giả xem video clip, xem những hình ảnh tất cả anh em quân đội cũng như là Hội Thượng Hạng BDS tiếp tục chuyển quà đến cho bà con từ tầng 3 cho đến tầng trệt nha quý khán giả. Mời quý khán giả xem clip. Dạ, con xin chào tất cả quý khán giả.
con là Hiếu Đức Quốc, bây giờ con cùng với sư phụ cũng như là tất cả mấy mọi anh em quân đội tiếp tục hỗ trợ cho chung cư Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10. Thì bây giờ là 2 giờ chiều của ngày 6 tháng 9 năm 2021. Thì khu vực này là có 3 lô chung cư nha quý khán giả. Thì tiếp tục những clip phát quà như thế này thì quý vị khán giả sẽ được xem toàn cảnh tất cả mọi người đang phát quà bằng cách cẩu quà lên các tầng trên. Thì mời quý vị khán giả xem một video clip tiếp theo. Bây giờ con cũng như là mấy anh em sẽ cố gắng ghi hình rồi tiền trải lên cho quý vị khán giả xem nha. Thì những cái lời cảm ơn sẽ được chạy ở dưới video bên dưới. Con cảm ơn thay mặt sư phụ cũng như là tất cả bà con được nhận quà, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Rồi đã nhận quà nè chị ơi. Rồi, gửi gia đình nha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe nha.
quà của mình xong rồi đó, chị cứ lấy vô trong đi, mình xịt khuẩn sơ mình lấy vô trong. Dạ. Ủa bữa nay có chú Tám Sang hả? Chú Tám ở dưới. Chú Tám ông đang điều phối ở dưới á. Rồi cái này là phần quà của hội thiện nguyện BDS. Cũng như là tất cả các mạnh thường quân chung tay lại để hỗ trợ bà con mình trong mùa dịch. Thì ở đây em thay mặt mọi người em cũng gửi phần quà cho mình. Chúc chị được gặp nhiều sức khỏe, được nhiều sức khỏe để vượt qua đại dịch. Rồi chị cũng chúc đoàn mình được nhiều sức khỏe và bình an ha. Dạ, rồi cảm ơn. Cái bên đây có chưa chị? Có hết rồi đó. Rồi rồi, vậy là khúc bên đây xong hết rồi. Rồi rồi, mình có quà rồi phải không anh? Rồi, dạ. Rồi, vậy là lầu 4 đã xong. Đó, cứ như vậy quý vị khán giả ơi, cứ như vậy mà từ trên đổ xuống. Đây, cậu đang cậu lên nè. Có hai đội, là một đội là ở đầu chung cư, một đội ở cuối chung cư. Rồi xong rồi những chú bộ, anh bộ đội là cũng được mỗi người một góc như vậy. Từ ngay chỗ xe cẩu đây cẩu lên, xong rồi đầu chung cư với cuối chung cư phát dài hết từng tầng, phát hết từng tầng xong rồi cái mới bắt đầu là đi xuống lầu dưới để phát tiếp theo. Dạ rồi, quà mình xong rồi cứ lấy vô nhà đi chú. Dạ con.
quý vị khán giả, thì ngày hôm nay là ngày 6 tây, chiều ngày hôm nay coi như là Sang đã hoàn thành thêm, ngày hôm nay là hoàn thành cái phường 9 và cái phường 3. Thì tổng số lốc chung cư là ngày hôm nay là tổng cộng là 3 lốc bên đây, kia 6 lốc nữa, 9 lốc chung cư. Thì 9 lốc chung cư tương đương với loại ở bên này là tổng số lượng là bao nhiêu ạ? 8 nhà máy. 900 với lại bên chỗ phường 9 là 920 hộ. Ở đây 900 thì tổng số lượng mà ngày hôm nay phát được không? Khán giả coi phim mà khu 13 là cái khu kêu bằng là khu nghèo nhất á đó. Đó, nhà trọ những người công nhân thì làm đó không thì tương đương tới 2.156 phần. Cho nên thì ngày mai Sang sẽ làm bên đó với là bên Tân Tạo An. Thì bây giờ Sang về Sang khảo sát bên Tân Tạo An, nếu mà số lượng bao nhiêu nữa mai xác lập để làm chung luôn. Thì qua đây thì những phần quà này thay mặt người dân của phường 2, phường 3, phường 9 chân thành cảm ơn tất cả quý vị mạnh thường quân trong và ngoài nước và tất cả những anh em chiến sĩ ở bên ở chỗ mà trung đoàn gia đình đã hỗ trợ Sang hết mình, cùng với lại tất cả những cái đoàn ngũ hỗ trợ đắc lực. Quý vị có thể thấy được cái đoạn chữ lời cảm ơn, cảm ơn đến tất cả các bạn, các đồng đội của Sang về xe cộ đồ này kia, quý vị có thể thấy được hết ở phần bên dưới. Thì thay mặt cho bà con kính chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và là tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại nha cả nhà. Giờ mấy anh em chuẩn bị lên đường đi về thôi. Đoàn xe với lại mấy anh em lực lượng của bên quân đội trung đoàn gia đình cũng thấm mệt rồi. Bây giờ lên xe đã quay trở về kho để mà chất hàng lên sẵn ngày mai lên tiếp tục lại lên đường. Đó. Thì chúc thay mặt cho tất cả quý vị mạnh thường quân trong và ngoài nước kính chúc tất cả bà con cô bác thật nhiều sức khỏe. Thì những phần quà này Sang làm theo cái dạng danh sách, thì làm tới đâu thì Sang hỗ trợ bà con được tới đó. Thì những nơi nào mà Sang làm không được thì rất mong bà con hãy thông cảm, vì cái này Sang đã lên kế hoạch từ lâu rồi, cho nên thì bây giờ nó đã phát sinh thành 10.000 phần luôn rồi, 10.000 phần quà đó. Sang phải gấp rút để mà thu gom mua thêm 3.000 nữa. Bây giờ số lượng bà con thì nó tăng, khi mà làm phát sinh lúc nào nó cũng tăng lên nhiều quá, cho nên thì Sang cũng gắng cố gắng hết sức trong khả năng mình làm được gì mình làm để mà chia sẻ những cái tình yêu thương của mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi đến cho quý bà con nhân dân. Được ở khu nào thì mừng cho khu đó thôi, chứ giờ thật sự ra khắp hết Sài Gòn thì không thể nào mà Sang đủ khả năng để mà làm. Mong bà con thông cảm, sau khi làm Bình Tân rồi Sang sẽ di chuyển qua quận 8, và quận 8 sau đó rồi Sang sẽ làm ở Hóc Môn, Hóc Môn rồi tới Bình Thạnh, rồi Sang vào làm dần dần, còn nhiều lắm, cho nên mong bà con hãy thông cảm nha bà con.